Xin chào tất cả các bạn, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình chinh phục tiếp các kiến thức về event nữa nhé. Ở bài học trước thì các bạn đã học khá nhiều chủ đề về các lý thuyết. Chúng ta chưa thực sự bắt tay nhiều vào viết mã. Nhưng các bạn đừng nản lòng nhé, chính vì những kiến thức này sẽ giúp giải thích các đoạn mã và ý nghĩa của chúng là gì. Ở bài học này, ta sẽ tiến hành tìm hiểu từng loại sự kiện mà đặc tả DOM cung cấp. Bắt đầu thôi nào. Đầu tiên là các sự kiện tương tác của người dùng, bao gồm các sự kiện sau. Ồ, bạn có để ý ở đây có một cột gọi là Event Interface không? Vậy ý nghĩa là gì nhỉ? Sao lúc thì Event, lúc thì UI Event, lúc thì lại Mouse Event? Đừng bỏ qua nó nhé các bạn. Bạn còn nhớ đoạn code cài đặt sự kiện không? Đó đây, bạn thấy hàm My Event Handle có một đối số là Event. Biến Event này sẽ cung cấp cho chúng ta các thông tin về sự kiện. Cái đó thì ở bài trước mình đã nói rồi, nhưng mà nó ăn nhập gì với cái cột Event Interface chứ? Mình đang cần câu trả lời đó. Các bạn cứ bình tĩnh. Bây giờ mình sẽ đặt câu hỏi. Làm sao ta biết được biến Event đó có những thuộc tính hay phương thức nào? Ví dụ như chúng ta đã biết biến Event có hàm Revert Default. Vậy thì ngoài đó ra còn có hàm gì khác nữa không? Đó, mấu chốt chính là ở chỗ đó. Dựa vào đặc tả của Event, tức là cái cột Event Interface, mà ta có thể xác định được biến Event cung cấp cho ta những thuộc tính hoặc phương thức gì. Các bạn thấy hay không? Như vậy là mình chỉ cần biết sự kiện xảy ra tuân theo đặc tả nào là biết được những đặc tính của nó. Hay đấy chứ. Vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu xem Event và UI Event có những thuộc tính nào nhé các bạn. Event có IDL như sau. Như các bạn thấy, nếu một sự kiện có đặc tả là Event, tức là cột thứ hai trong bảng mà chúng ta đã có đề cập, thì nó sẽ có các thuộc tính và phương thức như các bạn thấy ở đây. Đó là, ở đây chỉ liệt kê một số thuộc tính mà chúng ta rất hay dùng đến, còn một số thuộc tính khác chúng ta không đề cập vì ít trường hợp cần dùng đến chúng. Tất nhiên là các bạn có thể tìm hiểu thêm về các thuộc tính đó nếu chúng ta muốn. Để dễ hình dung hơn về biến Event thì hãy thử xem demo nhé. Chúng ta sẽ in ra hàm khởi tạo của biến Event xem nó là của đặc tả nào, đồng thời kiểm tra các thuộc tính của nó đang có đúng với đặc tả hay không. Hãy cùng xem nhé. Event Interface, lúc thì có một giá trị, lúc thì có hai giá trị. Ví dụ như sự kiện lốt này nè. Theo đặc tả của W3, thì nếu sự kiện được tạo ra bởi người dùng, nó sẽ tuân theo đặc tả của UI Event. Ngược lại, nếu sự kiện được trình duyệt tự bắn ra, hay thuật ngữ gọi là Dispatch, thì nó sẽ tuân theo đặc tả của Event. Có một điều là, một số sự kiện như Load, Error, thì thường sẽ do trình duyệt tự bắn ra. Cho nên nó sẽ tuân theo đặc tả của event đó nha các bạn. Để có thể dễ dàng kiểm tra thì các bạn chỉ cần kiểm tra constructor của biến event là gì. Sẽ biết ngay thôi, đúng không nào? Như vậy là chúng ta đã hiểu được event interface có ý nghĩa như thế nào rồi, đúng không nào? Ở bài học tiếp theo, chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu cụ thể các sự kiện trong bảng. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong học sau.